Chào các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt trực tiếp tại biển Hòn Chồng nhá. Và lúc này là 11 giờ trưa. Đây các bạn bảo Nha Trang có gì corona gì đây thì các bạn hãy nhìn vào đây, nhìn vào chứng minh nhá. Khách này hoàn toàn là rất đông. Đặc biệt là khách Nga và khách châu Âu, khách Tây Âu. Khách Trung Quốc thì không còn một bóng người nha các bạn nha, lưu ý nhá. Tất cả khách Trung Quốc là đã rút khỏi, họ tự động nhá, tự động rút khỏi Việt Nam. Sóng biển rất nhẹ nhàng, tình cảm. Hello. Tại bãi biển Hòn Chồng thì đây mình đếm sơ sơ này. Đếm sơ sơ không phải là 200-300 đâu. Khúc này là có khoảng cả ngàn khách. Nhưng mà lấy giờ mình chưa nhìn thấy một khách Trung Quốc nào nha. Người Malaysia có, người Thái Lan có này, người Indo có này. Những vị khách Nga này tóc vàng là điển hình rồi. Đây. Rất nhiều và rất nhiều. Many many people luôn. Bạn nào mà còn hoài nghi về Nha Trang, về sự corona thì bạn nên suy nghĩ lại. Quang cảnh trực tiếp. Đây, mình sẽ tới gần hơn cho các bạn xem. Các bạn nên đi phơi nắng, lấy vitamin biển để các bạn có sức đề kháng chống lại bệnh tật, thay vì ngồi đó mà suy nghĩ, mà lăn tăn, mà đắn đo. Thì Nha Trang rất bình yên. Hello. Yeah. Phía xa kia còn đông nữa kìa các bạn ạ. Phía xa kia còn rất đông. Không phải một, hai thành viên đâu, mà có tới cả ngàn khách. Hiện tại là có cả ngàn khách đang tắm biển và phơi nắng vào lúc 11 giờ trưa tại bãi biển Hòn Chồng. Bãi biển Hòn Chồng là thuộc Nha Trang nha các bạn nhá. Lưu ý nhá, không phải là ở nước ngoài hay là Thái Lan hay là Malaysia gì đâu. Đó, phía trên kia là tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều. Tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều thì gồm là khoảng là 5 cái tòa nhà, 5 cái tòa chung cư và một cái tòa khách sạn. Đó, các bạn có thể nghe được tiếng sóng nha. Rồi, mình tiến lại gần hơn khu vực trung tâm của bãi biển Hòn Chồng. Và đây là một vòng xung quanh bãi biển Hòn Chồng cho các bạn xem. Một Nha Trang đầy nắng và gió. Vậy thì tại sao là phải ngồi nhà mà chờ hết dịch nhỉ? Nha Trang đã công bố là không có những ca nhiễm bệnh mới. Rồi mình xin kết thúc video này tại đây. Nói chung là có nói dai, nói dài và nói dại. Nói nhiều thì chắc nữa thì các bạn đến cảm nhận thực tế thì mới biết được là nó như thế nào. Chứ còn mình nói thì các bạn sẽ nghĩ là mình
Pro cho bãi biển Hòn Chồng, Pro cho Nha Trang. Nhưng mà thực tế thì không cần mình phải Pro. Thực tế đã chứng minh tất cả.